ta chọn 2 điểm enter. Đó. Quý vị các bạn thấy là ở đây nè, chúng ta sẽ tiếp tục tạo hình cái đường này bằng cách là chúng ta gõ O từ bàn phím là offset, lệnh tắt là offset. Chúng ta enter. Những cái lệnh này chúng ta đều học ở trong phần bài trước rồi. Bây giờ chúng ta chỉ ứng dụng thôi. Vì cái khoảng cách này chúng ta nói à đây là 40mm. Chúng ta enter được bàn phím. Rồi chúng ta chọn đối tượng offset. Ta click vào đối tượng ở đây. Và ta chỉ về phía mà chúng ta muốn. Đó. Là 40. Chúng ta enter để hết cái lệnh đó. Sau đó ta enter một lần nữa để trở lại cái lệnh này. Và ta cho khoảng cách là 30. Chúng ta enter. Sau đó chúng ta click chuột trái vào cái đối tượng mà chúng ta chọn ở đây nè. Và click chuột trái vào phía bên dưới này. Nó tạo ra một cái đường cách đúng 30mm và song song với đối tượng hiện có. Vậy thì đơn giản ta enter để hết cái lệnh đó. Về mặt cơ bản, chúng ta sẽ dựng hình cái đối tượng của chúng ta. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục tạo một cái đường như thế này nè. Tôi sẽ chuyển từ đây, tôi offset từ đây mỗi bên là 60mm. Offset, tôi gõ 60, enter. Và tôi chỉ vào cái đối tượng ở giữa này nè, click chuột trái về phía mà tôi muốn. Tôi lại bấm chuột trái vào cái đối tượng mà tôi đang chọn ở đây và click chuột trái về phía bên này. Tôi có hai cái đường đó, tôi đang dựng hình. Đó, quý vị các bạn thấy tôi đang dựng hình. Chúng ta có vẽ gì đâu. Quý vị các bạn thấy là chúng ta có vẽ gì đâu. Chúng ta chỉ có tạo hai cái đường đơn giản. Vị trí ở đâu? Chính xác không? Trên bản vẽ không? Hoàn toàn là một cái nằm vị trí nào đó. Và chúng ta thấy rằng chúng ta dựng hình cái đối tượng của chúng ta bằng những cái lệnh dựng hình, những cái lệnh modify, những lệnh hiệu chỉnh mà tôi đã giới thiệu quý vị các bạn trong phần bài trước. Và chúng ta tiếp tục dựng hình đó, lại tiếp tục. Quý vị các bạn thấy những cái lệnh sau đây: trim, ten, offset, ray, vân vân. Chúng ta cứ làm liên tục những cái lệnh đó từ những cái đối tượng đơn giản. Bây giờ chúng ta quay lại cái màn hình của chúng ta, chúng ta nhìn thấy. Đó, quý vị các bạn thấy ở đây nè. Tôi đánh gõ offset từ bàn phím. Tôi enter. Chúng ta lại thấy là khoảng cách lệnh này, lệnh offset rất là quen thuộc. Chúng ta gõ 10mm ở đây, enter. Vậy chúng ta bấm chuột trái vào cái đối tượng mà chúng ta muốn, click đây. Và chúng ta bấm lên cái đối tượng phía trên. Đó, bấm về phía bên này là chúng ta có cái đối tượng như vậy. Enter để hết lệnh. Enter một lần nữa. Tức là chúng ta làm liên tục cái lệnh offset này. Vậy thì cái khoảng cách ở chỗ này nè, tôi sẽ làm là 35mm. Tôi chọn đối tượng ở đây, click chuột trái. Click về bên trái này để chỉ chỗ. Xong rồi lại click chuột trái lên đối tượng để chọn nó. Và click về bên phải. Chúng ta enter. Chúng ta tạo được cái hình từng bước một. Bây giờ nó có hai cái đường xéo xuống từ bên này. Chúng ta quay lại cái hình chúng ta xem nè. Quý vị các bạn xem cái hình mà tôi có vẽ mẫu. Chúng ta có hai cái đường xéo ở đây. Hai đường xéo này được bắt vào, chúng ta vẽ một cái đường polyline từ đây đến đây. Sau đó chúng ta đối xứng qua đây thôi. Đối xứng qua cái trục này nè. Thì chúng ta sẽ có cái đối tượng bên này. Đó, cái lệnh vẽ nó là như vậy. Bây giờ cái tiến trình mà chúng ta thực hiện thì chúng ta quay lại cái bản vẽ của chúng ta. Chúng ta chọn vào window. Chúng ta chọn vào cái raw win 2 mà chúng ta làm ở đây. Nhưng mà quý vị các bạn lưu ý nè. Ở cái vị trí mà tôi trỏ chuột đó, chúng ta thấy cái gì? Ở chỗ này lý ra nó phải có một cái giao điểm. Đây cũng vậy, ở phía dưới này cũng vậy. Nhưng mà cái đối tượng của chúng ta nó thưa quá đi. Do vậy mà chúng ta không có được cái điều mà chúng ta mong muốn. Tức là chúng ta vẽ cái đối tượng đó là nó không có cái giao ở chỗ đó. Thì một cái lệnh mới mà quý vị các bạn thấy nè, lưu ý từ cái bàn phím chúng ta gõ NLTS. Lệnh tắt là NLTS. Chúng ta enter. NLTS nghĩa là gì? Thì chúng ta nhìn xuống cái góc phía dưới bên trái của màn hình này, ở dưới cùng cái chỗ dòng lệnh đó. Chúng ta thấy nè, Light Tie Scale. NLT Scale tức là tỷ lệ của dạng đường. Và AutoCAD nhắc chúng ta nè, cho cái tỷ lệ dạng đường mới đi, hiện thời là 1:1, chúng ta có thể gõ vào đây một cái số nhỏ hơn. Ví dụ là 0.2 chẳng hạn. Chúng ta enter. Rồi chúng ta nhìn lại trên cái màn hình của chúng ta. Bây giờ chuyện gì xảy ra? Tất cả đối tượng đã thu cái tỷ lệ dạng đường lại, nó gần khít lại với nhau. Thì lúc chỗ này nè, chỗ vị trí mà tôi trỏ chuột nè, đó. Như các bạn thấy là có giao điểm ở đây. À, rõ ràng là chúng ta chỉnh được cái đó. Bây giờ chúng ta chỉ cần vẽ polyline từ cái giao điểm này xuống tới giao điểm này thôi. Vậy thì đơn giản thôi, chúng ta gõ BNL từ bàn phím, enter. Và chúng ta
cái điểm bắt đầu đâu, thì chúng ta nói ghi vào đây, chúng ta thấy là tự động AutoCAD bắt chúng ta, cho chúng ta cái điểm giao điểm đó, ta lít chuột trái. Xong rồi chúng ta lại điểm thứ hai đâu, nhưng quý vị các bạn thấy là cái đối tượng chúng ta không thể đi xéo được. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đang ở chế độ auto mode, tức là chúng ta chỉ đi song song hai trục thôi. Chúng ta bấm F8 từ bàn phím để bỏ chuyện đó. Vậy thì chúng ta sẽ di chuột xuống phía dưới này, vô giao điểm, ta lít chuột trái đó và enter để hết lệnh. Vậy thì chúng ta vẽ được cái đường chéo đó rồi. Bây giờ chúng ta mới đối xứng qua cái trục này. Thì quý vị các bạn gõ MI lệnh mirror, đối xứng đó, enter. Vậy thì chọn đối tượng là đây. Đó. Sau khi chọn được đối tượng rồi thì chúng ta AutoCAD vẫn nhắc chúng ta là chúng ta nên chọn cái gọi là Select Z, chọn tiếp. Chúng ta enter, chúng ta nói là không. Vì hỏi điểm đầu tiên của đường đối xứng đâu, tôi nói điểm đầu tiên của đường đối xứng chính là cái giao điểm này, là một. Điểm thứ hai của đường đối xứng đâu, AutoCAD nhắc chúng ta second point of mirror line. Chúng ta nói là à, cái đường đó là nằm ở dưới này nè, đó. Ta lít chuột trái đó. Như vậy thì chúng ta AutoCAD lại hỏi chúng ta chỗ vị trí mà trỏ chuột đó. Chúng ta có muốn erase chuột offset không? Có xóa cái đối tượng nguồn không? Câu trả lời chúng ta là no, do vậy mặc định đây là no rồi, chúng ta enter luôn. Vậy thì chúng ta thấy gì ở trên màn hình? Cái đối tượng chúng ta được đối xứng qua đó rồi. Đó, đối xứng. Giờ nhiệm vụ của chúng ta là nè, chúng ta sẽ cắt hết những cái phần dư này ở ngoài. Quý vị và các bạn thân mến, tức là trong cái phần bài của chúng ta, tôi hướng dẫn quý vị tuần tự. Quý vị thấy rằng chúng ta tạo hình, dùng những cái lệnh dựng hình là quan trọng. Chứ chúng ta không nói rằng đi vẽ AutoCAD, tức là chúng ta phải dùng cái lệnh vẽ. Hay là chúng ta phải đi nhập tọa độ từng điểm một, như một số tài liệu nói. Như vậy thì cái chuyện đó là hết sức khó khăn. Nếu chúng ta vẽ một cái mặt bằng nhà, chúng ta vẽ một cái mặt cắt, một cái máy, nó phức tạp như vậy, mà chúng ta phải đi nhớ tọa độ từng điểm một, thì chuyện đó hoàn toàn là không thể. Chúng ta thấy rằng chúng ta chỉ vẽ có hai đường thôi, tất cả còn lại là chúng ta đều dựng hình cả. Bây giờ chúng ta sẽ xem coi chúng ta cắt cái đoạn này. Dĩ nhiên cái lệnh cắt là lệnh trim, thôi quay màn hình chúng ta không thấy nè. Trên chỗ này á, tôi sử dụng cái lệnh trim, tôi đánh TR, lệnh tắt là TR, enter. Và chúng ta chọn cái, chúng ta biết lệnh này, tức là chọn cái cạnh cắt, tức là cutting edge. Thì chúng ta sẽ di chuột xuống phía dưới của cái góc bên phải màn hình nè, đó. Ta lít chuột trái vào đó, sau đó ta giữ luôn chuột, giữ chuột trái luôn đó. Chúng ta thấy cái hình chữ nhật, một cái tứ giác màu xanh đó, co giãn ở đây nè, đó. Cái phương pháp này gọi là crossing. Chúng ta click chuột ở đây, tức là phương pháp mà nó dắt ngang giống như vậy đó. Bây giờ sau khi chúng ta chọn được hết tất cả đó là cạnh cắt rồi, AutoCAD lại hỏi chúng ta là có tiếp tục select offset không. Chúng ta trả lời, chúng ta trả lời bằng cách là chúng ta enter từ bàn phím. Bây giờ chọn đối tượng để trim, tức là đối tượng mà chúng ta phải cắt bỏ. Chúng ta bấm chuột trái vào những chỗ nào chúng ta cắt bỏ. Đó, rất là gọn gàng. Quý vị các bạn thấy là đó là những cái thao tác của những phiên bản trước. Từ 2006 trở đi chúng ta chọn kiểu này nè. Chúng ta lít chuột trái đây nè, xong chúng ta dắt lên cái đối tượng nào đó. Chúng ta lít chuột trái một lần nữa. Chúng ta lít hết tất cả những cái đoạn nào mà chúng ta bỏ. Như vậy sau khi nó có cái hình đó rồi, chúng ta enter. Vậy thì quý vị các bạn thấy cái hình của chúng ta nó gần như là nên hình nên dốc rồi. Nó cũng dễ dàng chứ không khó gì lắm. Bây giờ đó, chúng ta mới tiếp tục nè, đưa những cái đường nét này về đúng cái layer mà nó phải nằm ở vị trí đó, tức là nó nằm ở layer cơ bản nè, những đường bao thấy. Bây giờ như vậy á, thì chúng ta mới di chuột lên phía trên này nè, chọn vô cái layer, quản lý layer đó, ta lít dấu mũi tên rải xuống nè. Chúng ta chọn layer cơ bản. Đó. Xong chúng ta mới gõ lệnh line cũng được, gõ bi line từ bàn phím enter nè, đó, vẽ một cái đoạn mồi bất kỳ thả đó. Chúng ta enter để hết cái lệnh. Cái đoạn một cái đối tượng nằm vậy thôi. Chúng ta lại di chuột lên phía trên này ngay chỗ cái layer đó đó. Chúng ta chọn cái layer đường khuất. Ta lít vào khuất. Chúng ta mới vẽ một cái đường bi line enter, chúng ta vẽ bất kỳ. Đó, cái gì các bạn thấy có hai cái đối tượng nằm chỗ này nè. Một cái đối tượng màu vàng ở vị trí mà tôi trỏ chuột. Ở cái vị trí ở chỗ này nè, đó, màu đỏ đây nè. Hai đối tượng nó nằm layer, một đối tượng nằm layer cơ bản, một đối tượng nằm ở layer đường trục, đường khuất. Do vậy mà bây giờ chúng ta sẽ dùng cái
cái công cụ là đây nè. Chúng ta đưa chuột lên cái vị trí là chọn cái cọ đó, match property, làm cho nó phù hợp, nó gán về tính chất, chúng ta click vào đó. Và chúng ta sort offset, chúng ta click vào cái đối tượng nguồn ở đây nè, sau đó chúng ta bấm chuột để dán cái tính chất đó lên trên tất cả những cái đối tượng nào mà chúng ta muốn qua cùng cái layer cơ bản. Đó, quý vị các bạn thấy cái đường đó là xong rồi. Chúng ta enter và chúng ta cũng chọn lại cái cọ đó. Chúng ta chọn cái layer, cái đối tượng nằm layer đường khuất nè, chúng ta click chuột lên đây. Sau đó chúng ta click chuột lên cái đối tượng nào mà chúng ta muốn chuyển nó quay layer đường khuất. Click chuột trái lên đó. Đến giờ phút này thì cái đối tượng của chúng ta đã chuyển sang đúng những cái layer mà chúng ta mong muốn. Đó. Cái chuyện còn lại là chúng ta sẽ làm điều tương tự cho các đối tượng của chúng ta bằng cái lệnh offset, bằng một cái lệnh là chúng ta match property, chúng ta gán tính chất nó. Vậy quý vị các bạn xem là tôi làm cái thao tác ở đây đơn giản thôi. Chỗ này nè, chúng ta nhìn trên màn hình của chúng ta nè, chỗ này nè nó có cái bán kính là 4 thì chúng ta đánh chữ F, tức là lệnh fillet mà quý vị các bạn đã học ở phần trước. Chúng ta enter và chúng ta nó chọn đối tượng. Bây giờ chúng ta nhìn thấy dòng lệnh ở phía dưới nè, đó phía dưới này nè, ta thấy là cái radius này hiện thời là bằng 0. Do vậy mà chúng ta gõ chuột ở chỗ này nè, đó chỗ gì đó rõ chuột, chúng ta đánh R. Xong chúng ta chỉnh lại cái fillet radius ngay trên dòng lệnh đó đó. Nên dòng lệnh này nè, chúng ta chọn là 4mm. Chúng ta enter. Và chúng ta sẽ lít chuột lên trên cái đối tượng của chúng ta. Đó, ta lít chuột vào đây. Lít chuột cho đối tượng thứ hai là đây. Chúng ta enter lại từ bàn phím và chúng ta chọn hai cái đối tượng của chúng ta. Vậy thì đối tượng chỗ này là fillet, đó là cái này. Đó. Quý vị các bạn thân mến, thế thì trong cái phần bài ngày hôm nay tôi đã hướng dẫn quý vị các bạn những cái thao tác để nhằm tạo một cái bản vẽ từ đầu, một cái bản vẽ 2D từ đầu đó. Chúng ta ứng dụng những cái lệnh, hầu như cái lệnh nào quý vị cũng đều biết hết rồi, tức là gì các bạn đã dùng trong những phần bài trước. Rồi chúng ta lại biết cái cách tổ chức bản vẽ một cách bài bản. Chúng ta phối hợp lại lệnh với nhau và chúng ta phải đồng ý với nhau rằng những cái lệnh vẽ trong AutoCAD là không quan trọng lắm, mà chỉ có cái lệnh dựng hình của nó, cái thước tương đối của vị trí của nó với nhau mới là quan trọng. Thế thì tất là những cái nội dung trên đây của phần bài ngày hôm nay chính là những cái nội dung mà tôi muốn trình bày và gửi đến quý vị các bạn. Nội dung cùng bài học của chúng ta hôm nay đến đây tạm kết thúc. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.